Con xin kính chào cộng đoàn. Hôm nay Chúa Nhật lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi. Con xin được đọc cho cộng đoàn nghe hai câu chuyện minh họa về Chúa Ba Ngôi. Chúa của chúng ta là duy nhất nhưng lại có ba ngôi: ngôi Cha, ngôi Con và ngôi Thánh Thần. Câu chuyện thứ nhất với tựa đề Thiên Chúa là tình yêu. Một người cha hứa cho đứa con gái 12 tuổi một số tiền nếu cô bé xén sạch đám cỏ trước nhà. Cô bé vui vẻ mang máy cắt cỏ ra làm việc. Đến chiều, cả đám cỏ đã được cắt xén gọn gàng. Ngại trừ một máng cỏ tí tẹo còn sót trong góc sân. Ông bố nói rằng ông không thể trả số tiền đã thỏa thuận bởi vì đám cỏ chưa được cắt xong. Cô bé nói cho biết cô sẵn sàng chịu mất số tiền đó và cô nhất định không cắt nốt máng cỏ còn sót kia. Tò mò muốn biết lý do tại sao, ông bố kiểm tra chỗ cỏ chừa lại. Hóa ra ở giữa chòm cỏ ấy, một chú cóc đang ung dung ngồi ngắm cảnh hoàng hôn. Cô bé quá thương con cóc, đã không dành đưa lưỡi dao của máy cắt vào chòm cỏ ấy. Với một cái câu chuyện này cho thấy là một đứa bé nhưng mà nó cũng có một tấm lòng. Khi thấy cái con cóc nó đang nghỉ trên một cái thảm cỏ thì nó không nỡ, nó cắt đi. Thế thì qua cái hình ảnh đó cho thấy là Thiên Chúa còn yêu thương chúng ta hơn rất là nhiều. Thiên Chúa yêu chúng ta đến nỗi ban Chúa Giêsu rồi sai Chúa Thánh Thần để bằng mọi cách chúng ta có thể tin thêm vào Chúa Giêsu mà được sự sống đời đời. Thế thì trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta cũng thấy rằng giáo dục cho con em chúng ta có một tấm lòng là cái điều khó. Và cái tấm lòng ấy nó phải được thể hiện ra bên ngoài qua việc yêu thương thiên nhiên, yêu thương cỏ cây, yêu thương mọi người. Câu chuyện thứ hai, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Trong một xứ đạo miền quê xa xôi hẻo lánh, đa số dân chúng là người ít học và nghèo khổ. Trong thánh lễ ngày Chúa Nhật, cha xứ giảng một bài rất hùng hồn về Chúa Ba Ngôi. Trước khi kết thúc bài giảng, cha xứ hỏi: "Ông bà anh chị em có hiểu được gì về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi không?" Cả nhà thờ im lặng, nhưng có một bà cụ già đứng lên nói: "Thưa cha, cha giảng rất hay, con không hiểu gì hết. Nhưng con cũng xin nói lên những việc làm của con về việc tôn kính Chúa Ba Ngôi. Lúc nhỏ con cũng được học giáo lý, được nghe các dì phước dạy về Chúa Ba Ngôi và con đã làm trong cuộc sống của con là mỗi ngày trước khi đi ngủ con dành ra 3 phút, chỉ 3 phút ngắn ngủi thôi vì suốt ngày con phải làm việc cực nhọc. Tối về mệt mỏi con không còn đọc kinh nhiều được nữa, vì thế con chỉ có 3 phút thôi rồi ngủ ngon lành. Phút đầu tiên con nhìn lại những khuyết điểm. Nào là con gây lộn với người hàng xóm, nào là con tức giận với chồng với con trong gia đình. Con nhìn lại những sự thiếu sót lỗi lầm đó và con dâng điều đó lên cho Chúa Cha. Phút thứ hai con nhìn lại xem con có làm điều gì tốt trong ngày hôm đó không. Những việc tốt như con cho người hàng xóm một cọng hành, cho một em bé một cái bánh, dỗ một đứa bé khóc vì nhớ mẹ đi làm ruộng chưa về. Những việc tốt nhỏ nhặt đó con cũng xin dâng lên cho Chúa Giêsu và con nói với Chúa rằng mặc dầu con có nhiều tật xấu nhưng con cũng có những việc lành nho nhỏ. Con xin góp những việc lành nhỏ bé này để cộng tác vào việc cứu chuộc của Chúa, để đền bù một chút tội lỗi của chúng con. Phút thứ ba con so sánh xem việc tốt việc xấu con làm trong ngày, con lại thấy việc xấu nhiều hơn việc tốt. Nhưng con cũng dâng hết cho Chúa và con nói lạy Chúa Thánh Thần, xin thánh hóa và biến đổi cuộc sống của con mỗi ngày một tốt hơn. Như thế đó con chỉ có làm bấy nhiêu đó thôi để sống mầu nhiệm và ngồi thiên Chúa. Chúng ta cũng thấy rất là hay ha. Thực hành hiểu mầu nhiệm và ngồi thiên Chúa thì chẳng ai hiểu được, bởi vì đó là mầu nhiệm cơ mà. Nhưng mà sống tinh thần của mầu nhiệm và ngồi thiên Chúa nhé. Một phút dâng lên cho Chúa Cha với tất cả những thời khắc Chúa ban cho trong một ngày đã qua. Tất cả những cái việc chưa hay chúng ta đã gây ra thì dâng lên cho Chúa, xin Chúa tha thứ. Một phút dâng lên cho Chúa con những việc tốt để cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa. Và một phút cho thấy rằng là việc xấu nhiều hơn cái tốt. Thân phận chúng ta là thân phận tội lỗi, xin dâng lên Chúa Thánh Thần để xin Ngài thánh hóa. Cũng rất là hay. Xin cho chúng ta cũng học nơi gương cái bà này để sống mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa. Trước khi đi ngủ dành ra 3 phút xét những cái việc tốt, dâng lên, xét tất cả những việc thiếu sót dâng lên cho Chúa Cha, những việc tốt dâng lên cho Chúa Con. Và sau khi đã suy xét xong thì xin Chúa Thánh Thần thánh hóa.
Rồi thêm một câu chuyện nữa, Thiên Chúa Ba Ngôi. Có một vị ẩn sĩ vào sa mạc tìm đời sống cầu nguyện và kết hiệp với Chúa. Nhưng sau một thời gian dài, ông cảm thấy dường như Chúa không còn yêu thương mình nữa, vì ông thấy mình buồn chán và thất vọng. Qua bao nhiêu cố gắng cũng không thể nào tìm được sự an bình thư thái. Ông ngỡ rằng Chúa đã rời xa mình nên ông mới gặp tình trạng như thế. Ông lang thang buồn chán, bỗng có tiếng gọi, ông biết đó là tiếng của Chúa. Ông lên tiếng gắt gỏng trả lời: Chúa đã bỏ con, tại sao con gọi con làm gì? Chúa nhỏ nhẹ trả lời: Ta đâu có bỏ con. Con hãy nhìn lại đoạn đường con đã đi, con thấy được điều gì? Ông vội nhìn lại phía sau và nhìn thấy không phải chỉ có hai dấu chân của ông in trên cát, nhưng bên cạnh còn có những dấu chân của một người khác đi theo từng bước chân của ông. Chúa bảo ông: Đấy là những dấu chân của ta luôn theo sát bên con. Ông vui mừng bước đi với tâm hồn phấn khởi. Đến trưa mặt trời chiếu, những tia nắng nóng như thiêu đốt, ông mệt lả người. Ông vội nhìn ra sau thì hỡi ơi, chỉ còn có những bước chân mệt mỏi của ông kéo lê lết trên đường. Ông vội la lên: Đó, Ngài lại bỏ con nữa rồi, nên con mới mệt lả như thế đấy. Chúa lại lên tiếng vỗ về và giải thích cho ông: Ta đâu có bỏ con. Con hãy nhìn kỹ xem, những dấu chân đó là những dấu chân của ta, chứ đâu phải của con, vì ta đã ấm con trên đôi tay của ta. Vị ẩn sĩ nhìn lại, quỳ gối xuống và tạ ơn Chúa. Ông tiếp tục cuộc hành trình của mình và từ đó không còn kêu trách Chúa nữa. Ông ta nhận ra rằng Thiên Chúa luôn ở bên cạnh ông từng phút giây và luôn nâng đỡ từng bước chân của ông. Và ông nhớ lại lời hứa của Chúa: Ta sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của tình yêu. Tình yêu ấy được thể hiện qua việc Ngài luôn đồng hành với chúng ta. Xin cho chúng ta luôn cảm nhận được sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Có lẽ trong tuần này con sẽ tiếp tục đọc cho cộng đoàn nghe những câu chuyện để chúng ta cảm nhận được tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, để chúng ta sống mầu nhiệm của Ba Ngôi Thiên Chúa. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.